Chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì như hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục nói về lò chống tham nhũng hay sự đốt lò vẫn đang nóng rực, nóng ràng tại Việt Nam thưa quý vị. Và thậm chí là kể cả tử hình nữ quan tham. Và hôm nay thì nói về vụ đại án ở trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thưa quý vị. Thì trong số những bị cáo có bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm sinh năm 1973, nguyên là thủ quỹ của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, bị tuyên phạt mức án tử hình. Bị cáo Hoàng Quang Huy sinh năm 1989, nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính và kế toán trưởng trường Đại học Bách Khoa, bị tuyên án phạt mức án chung thân cùng về tội tham ô tài sản. Bị cáo Đoàn Quang Vinh sinh năm 1962, cựu hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, bị tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như sinh năm 1987, trú tại Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, bị tuyên án mức phạt tù chung thân. Bị cáo Nguyễn Khánh Dương 1997, trú tại Cẩm Lệ, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thưa quý vị. Có thể nói đây là một vụ án hết sức đình đám ở thành phố Đà Nẵng. Và chuyện gì đã xảy ra thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết cho quý vị khán thính giả khắp đời có thể hiểu được câu chuyện. Thì theo cáo trạng tại tòa án, đầu tháng 2 năm 2023, trường bắt đầu thấy có hiện tượng chậm chi trả tiền lương cho cán bộ viên chức, tiền học bổng cho các sinh viên. Tân hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng mới vừa được bổ nhiệm một tháng trước đó đã tổ chức tổng kiểm tra và phát hiện sai phạm về công tác quản lý tài chính tại trường trong một thời gian dài, gây thất thoát số tiền lớn. Và Công an Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, xác định trong thời gian từ ngày 15 tháng 7 năm 2020 cho đến ngày 10 tháng 2 2023, thủ quỹ của trường là Lâm Thị Hồng Tâm đã cùng với trưởng phòng kế hoạch tài chính, kế toán trưởng Hoàng Quang Huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện hành vi lấy tiền của nhà trường từ quỹ tiền mặt, từ tài khoản ngân hàng, thông qua việc rút xét, chiếm đoạt số tiền hơn 186,2 tỷ đồng của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng vào sử dụng mục đích cá nhân, mục đích riêng thưa quý vị. Rồi để mà che giấu cái hành vi chiếm đoạt thì Lâm Thị Hồng Tâm, Hoàng Quang Huy hợp thức hóa hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán giả để hợp thức hóa thưa quý vị, tức là biển thủ của công, rồi chơi giấy tờ giả bỏ vào. Cụ thể là các đối tượng này đã lập hồ sơ thanh toán khống để tăng số tiền chi, giảm số tiền tồn quỹ cho phù hợp với số tiền tồn trực quỹ thực tế sau khi đã chiếm đoạt. Tức là làm bộ chi chỗ này chỗ kia, mua cái này cái nọ, mua đồ giả, hóa đơn giả, chẳng hạn nói mua bàn, mua ghế, mua máy in, máy tính này nọ đủ thứ để mà đăng nhập vào cho hệ thống trường. Rồi sau đó đăng nhập vào để điều chỉnh số liệu của tài khoản gửi tiền ngân hàng trên phần mềm quản lý kế toán của trường, rồi hợp thức các biên bản kiểm quỹ hàng tháng vào cuối năm. Thực tế thì không có tổ chức kiểm tra gì cả thưa quý vị. Rồi các đối tượng này cũng điều chỉnh số dư trong phiếu đối chiếu với tài khoản ngân hàng, rồi đưa vào hồ sơ quyết toán, lập báo cáo tài chính trên cơ sở dữ liệu đã được chỉnh sửa, đã được gian lận, đã được coi như là che mắt thiên hạ thưa quý vị. Thì sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án đối với 5 bị cáo như đã nêu trên thưa quý vị. Thì trong đó xin nhắc lại là có 1 án tử hình, 2 án chung thân và 1 án 20 năm tù, 1 mức án 4 năm tù. 4 năm thì đối với ông cựu hiệu trưởng thưa quý vị. Có thể nói lò chống tham nhũng hay việc đốt lò vẫn tiếp tục một cách mạnh mẽ nhằm loại ra những thành phần quan tham, quan liêu, tìm cách đục khoét của công, đục khoét tài sản nhân dân, đục khoét công quỹ của nhà nước, vân vân, thưa quý vị, một cách dối trá, gian lận, láo lừa, lưu manh như quý vị thấy trên màn hình. Nguyên một ổ đục khoét số tiền lên tới 186 tỷ 200 triệu đồng tiền Việt, thưa quý vị. Nói chung là tham lam thì thời nào cũng có, ở đâu cũng có, trên khắp thế gian này. Nhưng để mà trở thành một người tốt, công dân tốt, cần phải giữ mình, thưa quý vị. Và một đất nước hay một chế độ muốn tồn tại, tồn vong thì phải dẹp sạch những sâu, những bọ, những thành phần ký sinh trùng, những thành phần mọt dân, sâu dân, những thành phần mà tìm cách len lỏi vào, leo cao, trèo sâu, rồi ăn cắp của công, dùng thủ thuật mánh khóe, giấy tờ giả, giả mạo công văn, giả mạo giấy tờ để che lấp những cái khoản tiền đã bị đút túi, đã bị đục khoét, chia chác nhau. Và điển hình đây là trường hợp của Trường Đại học Bách Khoa thành phố Đà Nẵng, thưa quý vị. Khi mà kế toán trưởng, rồi trưởng phòng tài chánh, rồi thủ quỹ, liên minh ma quỷ với sự nhắm mắt của hiệu trưởng chẳng hạn như vậy, người cấp cao trong tổ chức, rồi chia năm xẻ bảy giống như chia phần trong một tổ chức mafia, phân công phân nhiệm để mà che mắt thế gian, tìm mọi cách lấp liếm, không thanh tra, không kiểm toán, chỉ đưa ra những sổ sách ma, rồi biển thủ tiền. Rồi một thời gian thấy em thì chắc chắn sẽ bỏ trốn, được quý vị, tại vì không có tiền lắp vào những cái con số khổng lồ như thế. 186 tỷ đồng tiền Việt lấy để xài riêng, để mà mục đích cá nhân, để mà gian lận lừa gạt, thưa quý vị. Tại vì những số tiền này thì có làm cả đời cũng không bao giờ có, cho nên tìm cách ra tay, biển thủ, tiếng Anh gọi là embezzlement, thưa quý vị, là một cái trò rất là thông dụng, thông thường. Nói chung là trong ngành kế toán, quý vị đều biết là chỉ cần phết phẩy con số, lập công ty ma để rút ruột công ty thật, đủ chiêu trò, thưa quý vị. Chi không nói là nào là phải mua xà bông để chùi rửa phòng vệ sinh, toilet, thực tế thì chỉ xịt nước bình thường chẳng hạn như vậy. Chi phí hàng tháng xài hóa chất đủ kiểu để mà đắp liếm những khoản chi, rồi nói nào là cử đội xe đi chỗ này chỗ kia để giao tế, giao tiếp, gặp khách hàng, tốn tiền xăng, tiền nhớt, tiền đủ thứ. Nói chung là kế toán vẽ vời rất nhiều, cho nên những cái trò cấu kết này cần phải bị lên án, cần phải bị loại trừ để cho xã hội ngày càng văn minh tốt đẹp, đem tới đời sống hạnh phúc cho người dân, thưa quý vị. Thay vì những ổ nhóm mafia, những ổ nhóm tư túi, bất chấp luật pháp, vân vân, cần phải mạnh tay xử tử hình những thành phần sâu dân bọt nước, khiến cho dư luận bất bình, xã hội bất an, bất công diễn ra liên tiếp, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà cần phải đốt lò, và đốt lò chống tham nhũng càng mạnh càng tốt thì đất nước mới phát triển, người dân mới tin vào sự công minh chính trực của thể chế, thưa quý vị. Thì chương trình đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp đời. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.